Hello, hello, anh em nhá. Hello. Hello anh em, hello anh em. Hello anh em nhá, mới vào nhá. Game nhìn hay à? Tất nhiên là game hay mà anh em. Em Duy Thiện. Trước khi vào game, tôi xin được thay mặt cánh đàn ông, được không ạ? Chúc chị em phụ nữ mùng 8 tháng 3 vui vẻ, hồn nhiên, ngày càng xinh đẹp, được không ạ? Luôn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống nhá. Ok nhá, được chưa? Được chưa, còn muốn gì nữa không? Cảm ơn anh em Bon. Ok nhá. Được chưa? Mấy chị em con gái đi là chỗ khác nhá. Hôm nay là ngày phụ nữ nhá. Chị con gái là chưa có chồng, chưa có người yêu là đi chỗ khác chơi. Được không ạ? Đây là ngày phụ nữ nhá. Phụ nữ là những người có người yêu, có chồng nhá. Anh em An, cảm ơn anh em Thiên Phúc nhá. Cái gì bà ơi, đúng rồi. Khang rồi, rồi anh em Khang lại quay lại rồi. Hello anh mặt cười. Tôi đàn ông thì tôi liên quan gì anh em? Anh em An nhé, hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game là Junomali. Junomali, đúng không ạ? Nhớ tên chưa ạ? Tí vô hỏi đấy, chắc chắn tí nữa kiểu gì anh em cũng hỏi à, anh ơi game này game gì hả? Game này game gì? Cảm ơn anh em vô danh nhá. Được chưa? Vào game được chưa nào? Để tôi còn vào game. Đấy, chơi vào anh em đã thấy toàn quái vật đây. Chưa chỉ có hai ba con này đứng trước ngày trước mặt đây. Đúng không ạ? Vô đi anh à, vô thì từ từ anh em nhá. Anh em đông đủ anh em mình vô. Anh em chơi top chưa đủ nhá. Mà anh em trên Juventus đã đủ rồi đây. Dư rồi này. Đông Khang, tí cho anh bất ngờ à. Ui. Tí cho anh bất ngờ mặt cười. Bởi vì Khang bắt đầu giống Hạ Chi Ấm Hậu rồi đấy nhá. Cứ toàn cho tôi bất ngờ thôi. Không anh em Khang nhá. Vào game. New game. Cái gì đây? Cái gì đây? Vườn thú Junomali. Chào mừng bạn đến với cái vườn thú Junomali. Ở đây có những cái sinh vật gọi là ngoài không gian đã chiếm lấy cái vườn thú. Một người ở đó đã có chìa khóa, sau đó là đã giấu 20 mảnh chìa khóa ở trong cái vườn thú này. Chúng ta cần phải thu thập 20 mảnh chìa khóa để có thể nhốt quái vật lại. Nhưng người đó không thể nào kiểu như là giấu cái chiếc chìa khóa vô cùng dễ để chúng ta tìm đâu, được không ạ? Đấy. Chúng ta có một thiết bị tên là Bloomberg. Cái thiết bị này phát ra một cái luồng sáng phóng xạ khiến cho những cái con quái vật kia nó gọi là phải sợ hãi, được không ạ? Đấy. Ok, good luck. Chúc may mắn đấy. Ôi mẹ, vô game đấy à? Nhanh vậy. Cảm ơn anh em Ban Cai. Uầy mẹ. Uầy game mượt thế. Nhưng mà không có chỉnh tốc độ chuột nhá. Game đúng mượt luôn. Nhanh mà mượt quá rồi. Tôi chỉnh cái DPI chuột nó thấp một tí. Anh em đợi xíu, chỉnh hơi nhanh. Chỉnh 800 thôi. Được chưa? Ok chưa? Đợi chung mặt. Còn Ban Cai nhá. Úi xổi ơi, đầu tiên là tìm cái bóng đèn để bỏ vô trong cái súng của chúng ta. Đây à? Ai ra?
Đây lượng bóng đèn ở đây nhá anh em nhá. Đấy. Sử dụng cái súng này để phá hủy cái tấm chắn. À. Ui. Ui. Được nhỉ? Được đấy. Ok đấy. Cái gì đây? Ấn R để reload à? Ái xa. Ái xa. Vậy là chúng ta phải đi thu thập bóng đèn anh em nhá. Hết bóng đèn chúng ta chết. Được không ạ? Sử dụng bóng đèn để mở cổng á? À, có gì đây? À, cục chít à? Cái gì mà đen thui lùi đây? Game gì thế anh? Anh em nào tới sau ấy, comment cái tên game này cho anh em tới trước đỡ hỏi nhá. Con này là Junomali anh em nhá. Đấy. Anh em có thể soi được không ạ? Kính hồng ngoại, cái hồng ngoại. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái thứ ẩn giấu ở sau bức tường, được không ạ? Đây này. Rồi sao nữa? À cửa mở. Ấy da mẹ em. Game mượt ác nhỉ. Ơ các em Khánh nhá, lúc nào game do cho shit ra thì anh chơi thử nhá. Đây, nó đây. À, con gì nữa anh em? Nhưng mà nó có tên là Junomali anh em nhá. Đổi tên rồi nhá, đổi tên rồi. Nó đây, con gì nữa. Ôi, này có hai con luôn này. Đi cái cộp ca cộp. Cảm ơn Phượng nha. Cảm ơn anh em MW. Rồi đi vào sở thú. Anh em mình là một vai một nhân viên anh em nhá. Một nhân viên sở thú được không ạ? Chúng ta phải tìm 20 cái chìa khóa để nhốt bọn quái vật vào anh em nhá. Ôi hơi lag. Hơi giật. Loát đồ họa. Kiếp nghe cái tiếng ghê vậy. Ở đây những đứa trẻ vẫn còn sống. Anh em thêm con giật rồi anh em ơi. Ôi thấy giật nhéo. Hay là tôi phải để epic cho nó đỡ giật nhỉ. Thấy giật chưa? Alo. Hay để hội đầu được không? Để hai thì đéo giật à, để hai thì giật. Để epic đồ họa hoàn hảo thì lại không giật. Mày với mủng. Cảm ơn Tenka nhá. Ờ đồ họa xịn thì không giật. Còn đồ họa đều thì giật. Game chê à. Anh em bắt anh em mình phải chơi đồ họa xịn. Ừ bóng đèn này. Làm sao tôi lấy bóng đèn được. À đây. Ok. Bóng đèn. Ui dồi bóng đèn rớt đấy. Ui dồi ôi. Rồi tôi lượm bóng đèn tí nó còn bắn vào quái anh em không. Bắn một quái. Đây tôi đang lấy bóng đèn đây anh em. Ôi xời ơi. Ở đấy. Ok chưa. Sao không lấy được. Ơ à! À đây rồi. Full rồi. Full rồi cảm ơn anh em bảo bị ấy dính. Bị ấy nhá. Các em Khánh. Full rồi. Ôi xôi ôi. Đâu? Nó con thú đâu? Ra đây. Tránh xa bọn trẻ của tôi ra. What the hell. Leave us alone. Hay để chúng tôi yên. Ôi. Qua đây không? Bóng đèn chả sáng chả sùm hết như này. À đây có nút bật đèn này. À cái này có nhiều chức năng anh em nhá. Vừa là đèn vừa là súng được không ạ? Bắn thử đi á. Em bảo Nguyễn nhanh như này. Ui dồi ôi. Được không ạ? Để tôi lấy cái
bóng đèn đây cái tôi bị thụt mất một cái rồi. Rồi. À! Cái gì kia? À! Ê, con gì kia? Hello em ơi. What the hell is that? Nó cắn không? Hello. Thưa mọi người, mình chúc chị em có ngày 8 tháng 3 vui vẻ và chúc anh hát lâu mong có như thoát ế nhé mặt cười. Sao tôi không bắn được? Ở tôi đang đâu đây? Ơ what? À what the hell is that? À trong này vùng an toàn à? Làm gì tao? À? Làm gì tao? Khoan đợi chút, hình như tiếng hơi to rồi phải. Để tôi cho tiếng này nhỏ xuống tí. Hơi to. Cảm ơn Yến Nhi Nguyễn nhá. Rồi sao? Nó gì? Mày con gì đây? Có cắn không? Này nhìn con ếch kìa. Mày con gì đây nhìn cái thuốc này? Trông biết thương nhỉ? Nhỉ? Cắn không mày ơi? Không cắn à? Con này hiền. Con gì đây này? Con này hiền anh em nhá. Con này hiền, không cắn. Ôi, con này hiền. Nhìn cu te dễ thương phải không? Nhìn cu te đấy. Rồi bây giờ anh em phải tìm 20 cái chìa khóa anh em nhá. 20 mảnh chìa khóa. Chắc là ở đâu có cột sáng ở đằng kia là ở đấy có chìa khóa đấy. Ở trên này có cái này. Ôi xời ơi. Ở trên này có một cái này. Để tôi lên tìm phát nào. Em lên bằng đường nào vậy? Tiếng nó to quá không anh em ơi. Cái này làm sao bật ra nhỉ? À, ôi xời ơi. Đi qua thôi. À nó bật lên nữa. Ai da, bây giờ là anh em mình làm sao để lấy cái chìa khóa đằng kia? Đó ạ. Ngay chỗ này đây. Ai da. Ờ hết đạn. Đấy, ui sô, game là dễ. Rồi bây giờ anh em mình đi qua chỗ kia. Đặt 3 phát nữa đấy. Ôi sao nữa? Ơ! À! Từ khoan, là sao? À làm sao phải đi qua được bên kia? Để tôi theo bóng đèn cái anh em. Theo bóng đèn đã. Làm sao để lên đây lấy nhỉ? Cảm ơn Yến Nhi Nguyễn nhá. Cảm ơn anh em nhá. Rồi thêm một bóng đèn nữa. Đây này, nó nói đây này. Vậy là từ xem nó sẽ bật qua đây. À đi. Đi qua bên đây để nó bật qua bên đây. À.
và làm sao mà đi qua đây được. Hù mặt cười. Cảm ơn em Khang nhớ game chưa hù. Đợi xíu tí nó hù anh em nhá. Mà làm sao lấy được cái chìa khóa này rồi. Lúc đầu anh em mình lên đây này. Rồi cháu đi qua đây. Đi qua đây bật qua đây thôi. Ôi giật game gì. Rồi. Rồi bây giờ là anh em mình bật qua bên kia. Đâu á. Hù mặt cười. Cảm ơn anh em nêm nhá. Đây đây có dấu X đây. Bay qua bên kia. Ui bay thấp vậy. Bay xa bay thấp quá. Rồi được, cái này bật lên nó là ok này. Đứng ở X số 2 á. Đúng rồi, đây 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 đây. Đứng ở đây. Infinity Radio. Yes, chúng ta qua đây rồi. Chìa khóa đầu tiên trên 20 chìa. Ok, vậy là mỗi chìa là mỗi sở thú đấy. Chìa số 2 nằm đâu? Để tôi đi thu thập bóng đèn đã. Thế bóng đèn rồi. À bên kia con gì vậy? Ôi bye 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 mẹ bye anh nhá. Ôi giời, anh trông dễ thương thế. Để tôi qua bên kia. Cho anh 1 triệu mà anh cô thấy mặt mếu. Ôi cảm ơn Khang nhá. Mắt tôi bị mù. Ôi giời ơi, cảm ơn anh em Khang nhá. 1 củ luôn à. Khiếp. Thôi vừa thôi Khang nhá. Để Tâm còn tôi còn chơi game này, tâm trí đâu chơi game nữa. Ôi giời ơi. Ngày 8 tháng 3 đã vậy rồi. Quá là chiến luôn. Mẹ mới còn cắn không vậy? Em Khang nhá. Húp húp húp. Húp. Hồi nãy là 1 củ. Ừ. Không cắn không đấy. Không cắn đâu mày. Này giống cái tiếng bò nhỉ. Này là con này là con bò. Ừ chắc là con nó hiền đấy anh em ạ. Không có gì nha. Cảm ơn Izumi. Không cắn đâu, không cắn. Cho tôi qua. Hello A Nha mặt cười. Mặt anh em chip chip nhá. Ôi dồi, không biết từ nào để diễn tả. Cảm ơn anh em Khang thế nào. Giờ tôi vô đây làm gì đây? À đây bên trong nó có chìa khóa không? Khả năng bên trong này có chìa khóa. Như cái mê cung này. Giáp bò kêu. Tiếng bò kêu. Đâu ấy nhỉ? Tôi chỉ thấy mỗi con nhìn nhau nhau thôi anh em ạ. Đây này. À đây. Ui chìa khóa đây. Ây da. Làm sao để lên nhỉ? Sắp hết tiền rồi, thôi anh em xem một hồi em nhớ. Sắp hết tiền rồi mặt mếu. Anh em Khang đặt cách là chỉ xem thôi. Cho đến cuối tháng. Ôi giời ơi. Làm sao để tôi lên được trên kia, tôi lấy cái chìa khóa ta. Tiếp bò kêu. À đây. Ơ sao lại hết đường rồi. Ui giời ơi.
chuẩn mê cung rồi. Đi sẵn. What? Đi sai phát đi lại luôn. Em có khang nhá. Để 3 triệu để có gì đâu, nét mặt cười. Để sinh nhật. Khai à? Để sinh nhật đi, để sinh nhật. Còn mấy ngày nữa thôi. Còn 2 ngày nữa thôi. Anh nhắc nhỏ nhẹ không ạ? Cảm ơn Nhật Phương nhá. Nhắm nhập Nhật Phương Nguyễn. Tôi không tìm được cái đường đi lên cái chìa khóa vậy. Đây à? Lạc rồi. Chìa khóa ngay đây. Đây này. Rồi, ăn rồi. Nấy mà không ăn nữa thôi này. Ấy mà không ăn nữa thì thôi này. Ôi dồi, chìa khóa không. Đấy. À. Ok, mặt cười. Cảm ơn Khang nhá. What the hell, mẹ. Đâu bên đấy vậy? Đi đường nào? Sổ. Bên dưới bên kia được không? Bên này đi. Biết đâu là con đường đi lên. Giống bên này đi đường hồi nãy vậy ta. Đây rồi. Hai chiếc chìa khóa. Được không? Bây giờ tìm đường ra mới cực này. À, vô thì khó mà ra cũng khó nè. Amen chị em đi lên nhá. Ôi dễ. Ui chào bò nhá. Đừng có bò anh em nhá, đừng có bò. Và là khả năng cao là chỉ có mỗi thanh niên mà hướng dẫn viên du lịch là tấn công tôi thôi. Từ khoan nha. Nó đâu rồi? Khu này lấy chưa? À khu của mình con ếch lấy rồi. Ôi giời ơi. Con khỉ nữa kìa anh em. Tôi có đèn vào cho con khỉ không nhỉ? Hai. Tao anh em xem tí ấy. What the hell is that? À. Con khỉ cắn đấy anh ơi, tôi thấy cảm giác là nó cắn đấy. Không giỡn mày. Mày cắn là tao bắn đấy. Không, con này có răng. Con này có răng, chắc chắn cắn. Không, anh không chơi với mày. Chơi người khác. Nó hết làm tôi giận đi. Bên này còn một chỗ này hơi xa. Chúng ta nên đi vào đấy không nhỉ? Mấy nó có hai chìa khóa. Bên kia còn quả đống. À bên đây còn hai cái này. Cái khu nào ấy? À đây. Ôi giời, trông mấy em này có vẻ hiền này. Ôi giời, cười. Mèo à? Mèo. Hello. Mẹ mày đứa. Con khốn nạn này. Rồi sao tao qua? Rồi sao tao qua đây? Hay nó giỡn tôi nhỉ? Hay nó giỡn thôi á? Hay nó giỡn á? Đang nó giỡn tôi chứ. Rồi qua bên đây đi.
Đa điểu. Hiền. Úi dồi ôi, đa điểu chân người. Tuyệt vời. Đa điểu chân người. Mũi Pinocchio. Tôi xem cái chìa khóa ở đâu cái. Chìa khóa đâu nhỉ? Con gì đây? Ôi ôi này. Không cắn. Chìa khóa đâu? Ủa? Rồi chỗ này chìa khóa đâu? À, từ bên đây bay qua bên đây à? Phải không? Hình như là từ bên đây bay qua bên kia thì phải. Đúng rồi. Chỉ có bên kia mỗi chìa khóa thôi, bên này không có. Vậy là có nghĩa là anh em mình phải bay từ bên đây qua bên kia. Ôi giời ơi. Chào anh nhá. Thằng này nó mắm mè, nó giết tôi này. Không có đâu. X số 3. Đấy, rồi anh em mình lên đây rồi. Rồi sao bay? Cái cục bên kia cục gì á? Cục bóng đèn à? Làm sao để qua bên đây nhỉ? À đây, ôi xời. Tôi nạp đạn cái tao bay sang bên kia. Tôi, anh em nghĩ là dấu X số mấy là anh em mình bay qua được bên kia? À trên kia chứ. Trên kia. À đâu, ở dưới này hay trên kia nhỉ? Hình như là trên kia phải. X số mấy? Số 3 đúng không? What the? Nó mắc kẹt mẹ rồi. What the hell? Nó không có bay. Tôi đứng hơi lố ra ngoài, nó đứng ở trên luôn. Để tôi đi lượn với bóng cái đèn này. Điều ghiềm. Rồi, đây. Rồi. Tiếp theo là đây. Đây, đứng đây. Ui, bay ra ngoài mẹ rồi. Ôi, toang tôi rồi. Khó đấy nhỉ, con này khó đấy. Mày đợi con đi, con kia đi đã anh em. Nói hai rồi à, vậy à, hai à, ok hai. Từ nhá. Rồi, tôi lấy đèn đã. Khả năng là em này không cắn đâu. Quẩy, em này em gầm gừ, tôi thấy sợ hơn em ngoài kia nữa. Rồi. Bay thôi. Rồi, hai này. Hai đúng không? Số 3 là bay xa lắm. Số 2. Rồi luôn. Đấy, ok. Bây giờ là bay qua bên kia. Holy shit. Bây giờ bay qua bên kia.
Khó nhằn đấy, khó nhằn đấy. Ui mẹ nó, vậy nó để cái bên này là ba cái để làm gì nhỉ? Để làm gì vậy ta? Rồi bay không? Số mấy? Số 3 đúng không? Ừ cái này là bay xa là phải số 3 này. Số 3 này. Bay. Đấy. Ôi giời em mèo, hello mèo. Hello kitty kitty. Hello. Hello. Làm gì tao? Làm gì tao? Đi cẩn thận rớt bố dưới này. Thôi này, nó cười ở mặt này. Rồi, tự tin đi. Tự tin sải bước. Rồi. Ơ, chìa khóa đâu? Ở dưới à? Úi, mẹ nó ở dưới ạ. Oh my god, man. Làm sao mà tôi xuống dưới được? No bro. Làm sao tôi xuống dưới được vậy? Anh cứ nhảy thẳng vào trong cái kia, nhảy thẳng vào trong cái viên gỗ này này. Anh em mình khả năng là nhảy qua đấy. Cũng không nhảy qua thì chết thôi, cùng lắm là chết. Làm sao đi xuống kia nhỉ? Mẹ game chứ. Không được đâu anh à mày à. Bắn nó. Đúng. Tại sao tôi không bắn nó phát nhở? Tôi khoảng, tôi tính khoảng thời gian đã từ khoảng thời gian. Nếu mà anh em mình mà xuống bắn nó một cái là anh em phải chạy lên được nào. Làm gì có cầu thang nào để anh em mình nhảy lên. Hôm nay tính toán phát. Không có cầu thang nào để anh em mình bay nhảy lên cả. Trụ bên kia đấy à? Hình như anh em mình nhảy lộn rồi. Nhảy lộn ở bên đấy anh em ạ. Nhảy xuống là không lên được luôn này. Làm gì có cái cầu thang nào mà đi lên. Từ để chú ta bật đèn lên cho sáng thì ta nhìn hơn. Đây, không cần phải cho anh em thấy. Không có cầu thang để đi lên mấy cái bậc này. Anh em thấy không? Vẫn vẫn rớt mẹ dưới. À có. Đây. Trước tiên tôi bắn nó phát. Từ. Nếu mà lên đường đấy rồi thì làm sao qua đây? Xuống đây, mày vô đây, mày vô đây. Đau. Dạ mày, vâng không có. Đây này anh em này, thấy không? Làm gì có cầu thang đi lên. Làm gì có cầu thang đi lên nhỉ? Ui mẹ, thằng kia tới rồi. Bắn rồi, qua kia lại á. Nhảy xuống là chết. Từ từ anh em. Từ từ. Tôi tính cách đây. Tao có ngó một tí thôi. Làm căng quá. Chư mày. Rồi. Tôi hiểu sơ sơ rồi. Nó cười làm tôi rất cảm kích.
Vẫn làm bên này để làm gì nhỉ? Vẫn làm bên này để làm gì? Ý như là nhảy bên này này. Map này khó đấy. Từ từ bay. Anh em mình sẽ bay từ đây. Bay sang đây, đúng không ạ? Bay sang đây rồi bay sang đây. Bay sang đây rồi cái con này nó chắn mẹ cái chỗ này rồi nhỉ. Ừ, đáng lẽ anh em mình phải bay ở đây chứ. Không được. Ê, chỗ này khó quá. Anh em mình đi tìm chỗ khác đi. À, cái bên kia bay sang khỉ á. Bay, vấn đề là bay qua đây rồi xử lý làm sao. Đây, ví dụ đi. Ví dụ tôi đứng số 2 đi. Tôi bay sang đây, đúng không ạ? Rồi cái. Số 2 đúng không? Rồi. Nó cho thêm bóng đèn, có nghĩa là chúng ta cần bóng đèn đấy. Rồi từ đây anh em mình bay qua kia. Hoặc là chạy sang bên kia. Hay mà chạy qua xem bên kia để làm gì? Ok, có cái bậc thang đi qua. À đây, hiểu. Đi xuống đây. Chuẩn xác, chúng ta phải đi sang cái chỗ này. Sao phóng từ bên này qua bên kia. Chuẩn. Bất cười mày. Chú mày cười. Rồi. Hay quá. Làm sao mà tôi nhảy mà không rớt vậy? Rồi, vô tư em ơi. Vô văn tư em ơi. Nó cho cái bóng này để tôi dự phòng này. Ok, bây giờ là X số máy để tôi bay qua kia. X số máy. Anh em đâu? Làm mình có số 4, 1 hay 3 thôi. 1 thì chắc chắn không bay tới rồi. 2 là khả năng là tới nhưng mà không tới. 3. 2 á. Số 2 đúng không? Ok, số 2 nhá. Bay đâu tới chết tôi anh em. Anh em chết tôi. 2 này. The fuck? Tôi đéo đâu? Nó còn chưa văng nó bên này cơ. Tuyệt vời, tôi ba anh em ơi. 2 tới đâu? Xúi dại nó đi. Ừ, xúi dại. Đã bảo ba rồi. Biết nghe anh em nào bây giờ. Ba đúng không? Bây giờ là ba đúng không? Infinity
Andrea. Rồi. Shut down. Rồi. Nhảy hụt phát đi luôn này. Rồi, tôi chỉ còn một cái bóng đèn thôi. Số 3. Không bay được sang bên kia thì nghỉ chơi. Đấy, tới nơi rồi. Em kia làm gì được tôi? Hello em mèo nhé. Cho anh xin cái chìa khóa cái. À, rồi sao ra khỏi đây? À, hello em mèo. Cụ tè thế. À, ok. Rớt cái đèn. Tạm biệt em mèo nha. Ê, bây giờ là tiếp theo là đâu đây? Úi dồi. Tôi vô ké cái mấy cái bóng đèn cái anh em. Vô ké mấy bóng đèn cái. Ok. Ok. Rồi bây giờ là khu này đúng không? Hello. What the hell, khu nào đây? Thôi, khu khác. Khu khỉ được chưa nhỉ? Anh em mình chơi khu khỉ không em? Khu khỉ không? Tôi vô đây xem có cái gì trong này không? À, khóa cửa ấy. Khu khỉ này có cái này, ui dồi, treo leo ôi. Làm sao mà ăn khu khỉ được? Không ai nói. Hay là phải chạy nhanh vô. Khả năng là chạy nhanh vô nhưng mà nó biết leo thì tôi cứ đả. Bình tĩnh khỉ nhá. Bình tĩnh nhá. Ông xin mày đấy. Bình tĩnh nhá. Bình tĩnh. Ôi sụp, cái bào nó nhìn tôi mà nó không tấn công tôi. Ê! 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 À không. Nó làm sao leo lên? Nó làm sao leo lên được đấy anh em ơi? À đây. Nó đi đứng đi luôn này, sợ mẹ. Vâng, I'm dead. Ủa, tại sao tông đi khu này nhỉ? Khu này ok không? Oh, con mèo làm gì tôi? Ơ, sao tôi không đi qua được? À đây. Phi luôn sang đây. Bụp. Hello mèo. Ủa ai? Damn. Rồi bây giờ là bay sang đâu? Bây giờ là... tới cái cục nó nằm đâu đã? Ui, nó cục nó nằm ngay đây ạ. Phải bay thẳng qua đây à? Holy shit. Sao mà bay qua đây? Bắn cái này xong rồi thì bay qua bên này. Bay qua bên này rồi bay lại qua bên này à? What the hell? Dập dội à? Làm sao anh em ơi? Làm sao để tôi lấy cục chìa khóa đằng bên đây?
Do là bước xuống cái đèo gang là tôi gãy chân đấy. À đây, 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 đây rồi. Thì ra là băng qua đây, sau đấy là văng qua đây, xong sau đấy là văng qua kia, anh em thấy không, em đang đen kia không, đó, bay hù là chết, được không ạ? Mà tôi nghĩ xem là bay lên trên hay bay xuống dưới, rồi bay lên trên, vậy là phải chọn khoảng cách xa nhất. Số mấy, số 3 đi, bay xa lắm. Ok. Số 3. Tôi biết căn rồi. Rồi, có 3 số. Anh em mình bay qua đây. Làm sao mà đi qua đây được? Dân bạn à? Này, đụng cái tường rớt xuống cái làm gì bay qua kia được nhỉ? Này mà bay thấp quá là anh em mình đụng cái tường rớt xuống này. Tốt nhất là tôi nên bay số 3 nhỉ? Lại tao. Rồi xong luôn, tôi đứng lỗi game. Không bay. Đứng xa quá, đứng ngay đây thôi. Rồi. Mẹ mày tới đây mà hết bóng đèn là cúc nè. Đấy, bóng đèn nè. Anh em mày lượm bóng đèn đã. Ê, chào bé mèo. Ôi, tôi bá vật nó giết tôi. Rồi bây giờ là suy nghĩ tiếp đi. Anh em suy nghĩ tiếp đi. Bây giờ làm sao để văng qua bên Damn. Bây giờ làm sao mà bắn cái này xuống, đúng không? Rồi văng qua đâu? Đáng lẽ văng qua bên kia lại, đúng không? Chỗ này thấp quá, khả năng là tôi đi qua là nó cắn đấy. Ủa đấy, nó cắn đấy chú anh em. Chết. Giờ sao nhỉ, mẹ bí bố rồi. Ây da. Số 2 thôi hả? Chỗ này số 2 hả? Số 2 bay đâu? Số 2 thì bay đâu? À, bay lên trên. Đây. Trời ơi. Mọi người cảm ơn anh em nhá. Trời ơi. Bây giờ là toát mồ hôi hột. Bây giờ là anh em mình bay thẳng qua kia, được không ạ? Bay cái chỗ mà có 2x đấy. Đây này. Rớt một phát là chết lại từ đầu này. Oh my god man, 2 con, 3 con đang đứng đợi tôi ở dưới. Số mấy? Tôi nghĩ là bay qua kia xa đấy. Số 3 đi. Wake it. Ờ, 3. Số 2 là tịt đấy. Số 2 là tịt ngoài đấy. Bay đi. Yes! Để ông đèn cái. À, bây giờ là bay đi đâu? What the fuck? Này bay đi đâu? What?
Qua đây rồi, mày đâu? Bay qua đây á, không, nó bay thẳng cho anh em làm gì có chuyện bay bay xuống dưới này đúng không? Nãy là anh em mình chơi đây đúng không? Bây giờ là bay xuống dưới này đúng không? Bay xuống dưới này thì về chỗ cũ mẹ rồi còn gì nữa. Nhầm đường rồi à? Xoài. Xong ai lại bay qua bên kia. Ui. Dạ. Dạ. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. À hên 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 hên. What the fuck, game khó bay. Game khó bay luôn. Z là uầy, khó đấy. Đi chỗ khác à? Khả năng là chắc đi chỗ khác rồi. Ôi, toa to rồi, anh em ơi, toa to rồi. Lên. Vâng, tất cả đang cười tôi. Nói kia mình nè nha. Hè lô nay vô trẻ mai sinh nhật anh R vui cô anh. Vui vui, vui. Bọn nó đang cười tôi nè. Bây giờ là một nhúc nhích là tôi đi. Một nhúc nhích là tôi đi. Hết cứu rồi. Chạy. Tôi còn chạy được. Ơ tôi còn chạy được. Tạm biệt khu này. Tôi qua khu kia. Tưởng ăn là dễ ảo có đâu. À đ- full này, full này, full này. À cái này dễ này, cái này trông dễ này anh em. Này trong dễ này để tôi lên lấy cái. Nãy giờ là bao nhiêu ấy nhờ? Hình như là 10 chìa khóa đúng không? Bao nhiêu chìa khóa rồi nhờ? Hình như 10 cái đúng không? Sao cái nước gì nó đen thui vậy bây? Xuống có đi không nhỉ? Vâng, vâng, vâng. Vâng, I'm dead. Để con không được đi xuống chỗ nước sâu. Thấy không? À chỗ này thì dễ rồi. Ui giời, tưởng thế nào chỗ này dễ. Ít nhất là mấy màn khó phải có một màn dễ cho mình chứ. Cái gì đấy, đèn à? À đèn, 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 đèn. Này là cá sấu lên bờ đây mà. Bắn này đi qua thôi. Nói đi qua thôi. Sời game là dễ. Này đi qua thôi nghe bạn, không cần đâu, không cần, không cần phải 2-2-1 đâu. Cái này làm sao mà bắn sang bên kia. Từ từ, đi qua bên đây. Wow, what the fuck. Wow, what the fuck. À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ủa, chỗ nào đây? Cái chỗ cá sấu của tôi đâu? Bên kia à? Mày đứng đây... Chó chơi à? Để tôi đi vào đây cho nó đi biến đi đã anh em ạ. Tôi đi ra đây cho nó biến đi đã. Sau hai bên kia tôi lấy.
Đi đi. À thôi, tao sẽ bắn mẹ đi. Thư mày. Cái đường vô đâu? Cái gì đấy? What the hell? Con cá voi à? À cái gì đấy? Nó con thỏ chứ. Tôi chơi trò này trước. Chơi trò này trước đã. Tôi chơi trò này trước rồi tính cho con thỏ sau. Ủa đâu vậy? Ồ, bóng đèn nó rút bên trong ngoài rồi ạ. Rồi. Nạp đạn vô cái. Ôi game này bắt đầu phải tính toán hơn nữa đấy. Cái này là bắn thẳng xuống đi qua này. Bắn thẳng xuống đi qua luôn này. Rồi, đi qua luôn. Bây giờ là x số bao nhiêu? Hình như là hồi nãy tôi nhảy x số 2, cho nên là bị thọt rớt xuống. Số 3 ấy, số 3. Số 1 à? À số 1, à, số 1. Số 2. Số 2 anh em ơi. Số 2. Không, đi thẳng qua đường em nhé, đi thẳng qua đường, đi thẳng đường cụt. Đi thẳng. Cái gì vậy đây? Cho tao qua bên đây. Đứng vào hàng rào, trong hàng rào đâu có túng được. Nếu thật. Rồi bây giờ là bay lên số 2. Bay lên số 2 mới đúng. Còn bên này là hết đường ở đây này. Theo không có đường đi qua bên kia. Nhảy là hụt. Số 2. Không có số 3 anh em nhé. Chỗ này không có số 3, số 2 thôi. Rồi. Tiếp theo là what? Nhà qua bên kia. Rồi. Rồi nhà qua đây. Đấy, ở đây không có cầu thang nha, mở ra không cầu thang. What? Rồi bây giờ sao? Bây giờ bị dụ rồi sao? Ủa giờ sao em ơi? Hết bó đường rồi. Quay lại bên đây à? Đi xuống à? What the hell? Đợi chút này. Uầy, khó nhờ. Nhảy qua đá kìa anh. Rồi nhảy qua đây rồi sao nữa? Rồi đi về đường nào? Đi về đường nào? Nói dụ. Được không ạ? Nhảy qua đá xong nó không cho đường về. Tuyệt vời.
Ai da. Khó nhỉ. Khó hơn tôi tưởng. Đi vô đây này. Đi vô đây có thể bật lên cái kết tiếp theo được. Có thể bật lên lầu 2 được không? Được, được, được. Đây lên lầu 2. Rồi, tôi lên lầu 2. Tiếp theo là ấn vào đây. Sau khi bộc cái này xuống thì là cái chìa khóa đằng kia. Ở trên lầu cò lắm nhỉ. Ở trên cò lắm ta. Bây giờ là ở trên có. Đợi xíu. Nếu mà anh em mình qua bên kia thì quay lại chỗ cũ bố rồi. Ok. Số máy. Mày nha. Tuyệt vời. Trên kia có đường à? Đây. Ở đây. Anh em thấy 2x không? Đi qua lên trên bên trên kia. Understand. Rồi. Ok. Lên trên kia đã. Rồi. Tiếp theo là đây. Một thôi. Lên đây. Rồi. Không có đèn mới dở ở đây. Rồi. Chìa khóa đâu ấy nhở? What? À đây, chìa khóa đây. What the fuck is that? Vậy là tôi phải bật qua bên kia. Bật qua bên đây. Cái chỗ này xong rồi nhảy qua cái thẻ tấm ván này rồi đi qua đây. Đi qua đây rồi bật sang bên kia. Rồi đi qua tấm ván này rồi chạy qua đây, nhảy qua đây. What the fuck? Nhân mặt hả? Và là số 3 đúng không? Số 3 mới nhảy qua được tới bên kia lại. Số 3. Yo man. Vậy là quá rồi, vậy là số 2. Ôi trời ơi. Hay anh em mình chơi con thỏ mẹ ấy nhỉ? Anh em mình chơi con thỏ đi. Thế con thỏ dễ hơn. Chưa chắc. Chơi trò. Chơi thỏ đi. Cái này để chắc để hôm khác anh em mình trí tuệ hơn. Hôm nay tôi não tôi tàn rồi. Vượt qua hai cái đầu tiên là mặn lão tôi tàn rồi. Chúng ta chơi thỏ đi. Thỏ đâu rồi? Đây. Lấy thêm bóng nữa. Rồi. Thỏ ơi, tao tới rồi đây. Tại sao con khóc? Ủa nó khóc.
Ai xà, mẹ đứng trước gôn vậy em. Hả? À? Ôi làm sao để mở cái này ra? Làm sao để mở cái lồng ra lấy cái chìa khóa trong này đây? Mẹ đừng nói là phải tôi phải gạt. Gạt cần từng cái trong đây để mở cái cửa đằng kia nhá. Không giỡn nha bà. À fuck, có khi nào tôi gạt cho nó điên lên nó đấm tôi không nhỉ? Rồi anh em chuẩn bị ra. Mở chưa? À đâu mà. Ôi gạt phát mở luôn á. Gạt một phát là mở luôn. Được không ạ? Vậy là tất cả cái này chỉ có một cái cần là anh em mình gạt đúng là nó mới mở thôi. Mà anh em mình gạt phát mở luôn. Tuyệt vời. Tụi mày nó cắn không nhỉ? Đừng cắn nhé bạn ơi. Thần may mắn nhập. Nhưng mà anh em thích cái cảm giác nó có người theo đuổi không? Thử nhá. Dù sao anh em mình cũng lấy được cái kia rồi mà. Chơi với nó tí nhá. Ôi giời ơi, nó dí thắt à. Vâng. Mày vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây, tôi gạt hết luôn này. Ra đây cục cưng. Trời ơi game là gì? Ta sai này. Yeah, I'm dead, bro. I'm dead. Thôi, 4 cái rồi anh em, 4 cái rồi, 4 cái rồi. Phải không nhỉ? À, cái cửa mở, cái cửa lồng mở rồi, cửa lồng mở rồi. Cái gì đây? Kỷ nguyên Zura à? Quái à? À chắc này giải đố thôi gì? Ui sợ. Có kinh công đây không? Ở cái này giải đố thôi không khác anh em nhé. Ừ. Mấy cái giải đố thì tôi bỏ qua. Cái nào được đuổi trước? Hồi nãy có cái nhà kia anh em mình chưa vào. Ờ không biết cái nhà gì. Nó ở đâu đó ở đằng kia. Để tôi đi tham quan phát. Xem nhiều còn nhiều lắm anh em nhá. Anh em mình mới được lấy được có 4 cái chìa khóa thôi. Mẹ game này chắc phải chơi được 5 tập. Đây đây căn nhà này đây. Nhà này tôi chưa vào này. Căn nhà này vô kiểu gì? Rồi nhà nào nữa đây? Ủa làm nhà thế? Không mở được. Nhà làm tượng trưng. Rồi cái khu này cảm giác nó... À! Cái này là khu gì nhỉ? Khu... Khu gì mà anh em mà hay ở ngoài hay gọi ấy nhỉ? Khu tên gì nhỉ? Cả đời tôi chưa vô đây.
Long cung hay là cái gì đấy? Long cung, long cung. Ui dồi, cả long cung luôn ạ. Thủy cung à, thủy cung à. Tưởng long vương, long cung. Thủy cung, thủy cung. Ui dồi ôi. Ôi. Oh shit man. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hôm nay tới đây thôi. Được không ạ? Anh em nào muốn xem tập 2 có thể ngày mai lên YouTube xem nha. Ừ. Ok anh em tới đây thôi. Save game đấy. Yes. Tới đây thôi. Ngày mai anh em mình muốn chơi thì có thể lên YouTube xem nha. Ừ. Anh em nhớ lên đăng YouTube đăng ký. Video vừa nãy nãy giờ anh em mình live stream có hết trên YouTube nha. Muốn xem lại thì ok. Anh em đi qua cho tôi một like nhá. Anh em đặc biệt anh em trên YouTube hay là Keo Kiệt cho tôi một like cái nhá. Ấn like đi. Mình mới được 4/20 á. Vãi cả đái này, chơi cả tháng chưa kiếm được 20 chìa khóa nữa. Ừ. Ok nhá. Cảm ơn anh em giao giao. Bye. Em vào hơi muộn. Bye bye, con giao giao hết bố rồi, muộn gì nữa, hết rồi giao giao nhá. Anh em có thể xem lại ở trên YouTube hoặc là xem trên YouTube vào ngày mai phần 2 nhá. Nhớ lên YouTube đăng ký tên kênh là Hard Snow Player. Ok chưa? Ok. Nhá, trên YouTube xem khá đông đảo này. 4.700 anh em đang xem trên YouTube này. Thấy không? Thấy không? Đấy. Mà được có 1.5 người like nếu hiểu luôn. Like cho tôi. Nhanh lên. Mai clip tiếp. Ok. Mai là khả năng làm kiếm được 10 cái chìa khóa. Khả năng. Ok anh em nhá. Tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em đã xem và donate. Cảm ơn anh em. Đặc biệt anh em Khang đã donate một củ khóa tỏa sáng hôm nay. Ok, tạm biệt anh em. Bye bye, hẹn anh em vào ngày mai. Nhớ lên YouTube để theo dõi, ấn đăng ký nha. Nhớ follow. Ok, bye bye. Bye bye.